À, em học lớp mấy rồi? Đây là sinh viên năm nhất ạ. Năm nhất à? Em đang học trường gì? Em học Viện Công nghệ Thông tin ạ. Công nghệ Thông tin à? À, thế là sinh viên năm nhất. Bây giờ anh hỏi một câu rất dễ nhá. Bây giờ đố một trong hai em đọc được 5 điều Bác Hồ dạy. 5 điều Bác Hồ dạy: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà, dũng cảm. 10 điểm, tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. À, điều mà rất nhiều người không đọc nổi. Đó là 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. À, xuyên suốt trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì những điều đó sẽ giúp chúng ta có cuộc sống cực kỳ tốt đẹp. Thì đến anh thì ít về Hà Nội lắm, nhưng mà hôm nay đến thì thời tiết đẹp quá. Mà em học lên đây là năm thứ nhất, tức là mới được có mấy tháng nhỉ? Vâng ạ. À, thế à? Ở quê chỗ nào ở Thái Bình? Quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. À, huyện Kiến Sương, Thái Bình à? Tức Thái Bình có nhiều cái điều hay lắm. Ví dụ như là người cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát, đó là cũng người Thái Bình, là bác Tạ Quốc Luật. Bác Tạ Quốc Luật chính là con cháu của cụ Tạ Hiện đấy. Tạ Hiện là cái phố Tạ Hiện ở trong này nè, nhớ nhá. Đấy, rất là nhiều thứ để anh thông tin cho các em. Và đã đi chơi được lâu chưa? Nay buổi đầu tiên đi chơi, đi chụp ảnh ạ. Thế à? Nay là buổi thực hành của trường của lớp. À, họ cho đi à? Tức là cho đi để làm gì, để như nào? Thì mình chụp ảnh ạ. À, có cái tác phẩm gửi về. Vâng. Ờ, hay nhỉ. Xinh quá. Hai đứa thì em bé này thì là ở chỗ nào? Cũng Thái Bình, nhưng ở gần đây, ở gần nhà bạn này không? Không ạ. Thế ra Hà Nội thì có cái điều gì thấy mới lạ so với Thái Bình không? Đông người hơn ạ. À? Đông người hơn, rồi. À. Thế bây giờ ra đây là mình đi trọ nhà hay như nào? Hay là học ở ký túc xá? Là ở trọ ạ. Ở trọ à? Thì anh hỏi một chút về chi phí học hành ở đây á, ở trọ là hai đứa là hết bao nhiêu tiền một tháng? Trọ thì thường thường là thì sẽ là từ 2 triệu, hơn 2 triệu đúng không? Ừ, một người nhỉ? Vâng, nếu mà các bạn thì có thể ở ghép thì sẽ giảm chi phí hơn. À, là hơn 2 triệu đúng không? Vâng. Tiền ăn uống là mình tự nấu cơm hay là mình ăn hàng? Nấu cơm ạ. Mình tự nấu cơm à? Cái hai chị em có ở cùng với nhau không? À, thế à? Chỉ cùng quê thôi. À, cùng lớp à? À, hay quá, cùng lớp luôn, cùng chuyên ngành luôn. Vâng. Tốt quá. Chúc các em có những cái năm tháng sinh viên ở Hà Nội vui vẻ và có nhiều những cái kỷ niệm. Nhưng mà tên em là gì? Em tên là Trang. À, em Trang từ Thái Bình, còn em? Em Quỳnh ạ. Quỳnh à, chúc hai đứa học giỏi, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. À, anh đi chơi tiếp. Không lấy không nước nào đánh giặc được như mình đúng không? Vâng. Nhưng đánh chốt chặn bây giờ nó hành quân đến thế này nhé, chọc cái đường quốc lộ nó đi cứ nhé, mình là cử lấy một trung đội hay một tiểu đội ra, trước khi ra làm cái lễ tuyên thệ, làm cái lễ truy điệu trước, rượu sống, đánh chốt chặn, đánh chết hết người từng người một, chết thôi, nghĩa là tìm cái chân cái bước đi của nó, là lại đến giai đoạn khác, lại có cái trung đội của một tiểu đội gì đánh để chốt chặn, cứ đánh. Đấy, người cuối cùng rồi thôi. Phải đánh không có đứa nào đánh cái kiểu như mình. Bây giờ có khi là không có sách nào viết được là cái binh pháp của các cụ Hồ, cụ Giáp nhỉ, nhà mình nhỉ. Đấy, chưa chặt anh nào mà được vào cái tiểu đội trung đội thì làm lễ tiêu liệu trước. Không có về nó đi, không phải chốt chặn đánh chốt chặn luôn này. Đánh chặn đoạn không cho đi, nhưng mình chết hết thì nó đi được, lại đến giai đoạn khác. Phải đánh chốt chặn. Không có nước nào đánh như thế cả. Cả Pháp, cả Mỹ đều thua. Cả Trung Quốc, cả Nhật Bản đều thua. Sợ thật. Và bọn nó hình như bọn nó toàn học trường quân sự đấy. Và mình đây là mình toàn chiến tranh nhân dân. Và ông thấy mưu trí của người Việt ta thế nào? Hay ông nhỉ? Quá kiên cường. Còn thương các cụ ngày xưa. Đánh ngày xưa đánh còn du kích thì đánh như toàn là cứ anh mình giặc mồm. Đánh du kích giặc mồm là như nào ông? Ông kể cho con nghe nào. Ví dụ ở trên trong làng thì có cái loa lên để có quả núi giữa thì lên núi cứ tuyên, cứ nó vào đi ở ngoài đường ngoài đồng ấy mà thì cứ trung đội một, có như có trung nào đội nào đâu. Toàn nói mồm vậy thôi. Không, nhưng mà chỉ may là chỉ là con tổ. À. Nhưng mà có trung đội một địch vào ngay gần đấy chuẩn bị tất cả nó cũng sợ. Nó sợ đúng không? Tức là võ mồm nó đã võ sợ. Mồm hay. Nhưng mà thực thì chỉ có tổ hay là một tiểu đội. Vâng. Nhưng mà cứ nói chung người một, chung người hai, chung ba, nhưng mà có được làm gì lắm đấy. Nè. Nhưng ông có nghĩ rằng cái chiến tranh du kích, cái cách đánh du kích của chúng ta nó phải đến tầm nghệ thuật phải không? Nghệ thuật. Yeah. Bọn mày pháp phiếc vào đây ta bóp chết.
đánh chung kích là đúng. Nghĩa chỉ du là chơi. Và du là chơi, kích là đánh. Kích là đánh. Vừa đánh vừa chơi. Vừa đánh vừa chơi. Thế mà chúng anh thua. Thì đúng, vừa đánh vừa chơi thật. Cái bắn nó vài phát, nó thấy đông nó vào được, gần làng thì là rút đường của mình đi. Sang đi sang làng khác. Mày vào mày đốt thì thôi, chỉ còn đốt thì đốt thì mày không đã chết rồi. Mà có khi vào đường, vào trong làng là gặp trông gai đã trông chết gai, rồi. Mền bậy đấy. Vậy ngày xưa anh hùng núp là chắc nó cũng chơi toàn môn đấy đấy. Yeah. Hay quá. Tuyệt vời luôn. Là cách đánh của mình. Tây nó có học được không không? Chắc không học. Không đánh. Hay là do địa hình của mình nó hiểm trở quá nên là bọn nó thua? Không phải, cách của mình. Cách nghiên cứu. Bác Hồ, bác ấy nghĩ ra cái cách đánh cũng hay. Công nhận các bác nhà ta ngày xưa hay. Mãi về sau tôi mới hiểu là cái du kích, cái từ du kích, mình hiểu cái từ của nó là mình thấy là đúng. À. Du là chơi. Đánh giặc mà như đi chơi vậy. Kích là đánh mà chơi. Con hôm nay con mới biết đấy. Nói thật là bây giờ con mới, ông nói cho con mới biết đấy. Hay quá. Quá tuyệt vời. Du là chơi. Dạ, du là du lịch đấy. Đấy, du là chơi, đi chơi chẳng hạn, du. Đúng rồi. Kích là đánh, vừa đánh vừa chơi, đúng như không sai nào cả. Mà đánh lâu đến nó trường kỳ thế là nó chết dở nhỉ? Nó không chịu nổ. Đi đến đâu làng nào có người có, cũng có chứng nổ thế thôi. Con đó không phải chết. Dạ. Mày muốn đốt thì đốt thì sao, mày đốt nhà không thì có cái gì đâu. Và cách đánh của mày giỏi. Giỏi ông nhỉ? Con cũng nể luôn. Pháp đầu hàng này. Đi đánh tập trung là đánh đó thì mình thua ngay. Và cũng như cái đợt đánh Điện Phủ, nếu mà không chuẩn bị kỹ, không lúc mà chưa chuẩn bị kỹ đánh kiểu thằng tàu nó đánh nhanh. Tư vấn đấy hả? Đánh nhanh. Nhưng mà ông Giáp ông không cho phép. Không cho phép. Đánh thế là thua. Đấy. Chắc thắng chắc. Đánh chắc thắng chắc. Công nhận. Trí tuệ của các bác Giáp vẫn là đẳng cấp, còn vẫn là nể bác. Phải nói là tuyệt vời, vị anh cả quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là ngày xưa pháo cao xạ là mình ông một khẩu pháo hay như nào? Không, là mấy anh mà khẩu chứ. À mấy anh khẩu, bắn bùm. Người 12 ly 7 phải. À thế à. Nó là nó có từng băng một, nó đàn nó như ngón tay này. À, nó từng băng một. Các trận địa đấy, gọi là trận địa pháo cao xạ đấy. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô. Tôi tranh thủ đi ra phố để ghi lại một chút những cái hình ảnh ở trên phố Hà Nội. Xem ra ngày hôm nay Hà Nội có những cái gì. Mời quý vị đón xem nhé. Các bạn đã thấy là một số những cái cửa hàng họ đều treo cờ ở trước cửa hàng đấy các bạn. Và bây giờ tôi sẽ đi tìm hiểu, quay, ghi lại những cái hình ảnh của ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10. Cách đây 68 năm, những đoàn quân của tướng Giáp đã trở về tiếp quản thủ đô. Và bọn Tây Lông là bọn Pháp đấy. Nó phải đi qua cầu Long Biên, sang bên xuống Hải Phòng và sang sân bay Gia Lâm để trở về với nước mẹ vĩ đại của nó. Đấy. Ông bà ta là các cụ nhà ta là đánh đuổi chúng nó đi. Chúng nó trả lại Hà Nội chúng ta nguyên vẹn. Và ngày hôm nay chúng ta được hưởng hòa bình, độc lập, vui vẻ như thế này. Đây là cái điều vô cùng tốt đẹp. Mời quý vị cùng tôi nhé. Thời tiết ngày hôm nay thì rất đẹp. Mùa thu. Khách du lịch đến với Việt Nam khá nhiều các bạn. Đây, bầu trời thu Hà Nội trong xanh. Món ăn như bún chả, nem rán, bánh đúc. Những cái sinh hoạt rất là đời thường ở Hà Nội các bạn ạ. Đây là một tiệm bán nem rán, nem cua bể ở trên vỉa hè. Nhìn nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà doanh thu mỗi ngày khá đấy các bạn. Tuyệt vời lắm đấy ạ. Đây là một cái cửa hàng bán đồ cổ. Rất nhiều những cái đồ cổ hay ở đây.
để cái lịch nó lại không xé, mình lại nhìn lịch. Cá kho mấy tiệm liền cạnh nhau, một khu chợ, một khu chợ người ta gọi là khu chợ của nhà giàu ở Hà Nội. Các bạn, vỉa hè đâu đâu cũng buôn bán. Đây, quý vị xem một vòng nhá. Thời tiết dịu mát cực kỳ, quá tuyệt vời luôn. Đây là những cái món cá kho, con chạch, con nhạch, sườn, ổ nhiều lắm. Các loại cà pháo rất tiện. Không mua rồi. Đây là một quán cà phê rất phố cổ Hà Nội. Đẹp không các bạn? Ngày 10 tháng 10 người ta treo cờ Tổ quốc, đèn ông sao. Và người dân thì đang vui vẻ cà phê thưởng thức một nhịp sống chậm rãi. Hà Nội không vội được đâu các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Xe để lòng đường thoải mái, chả ai cấm. Kinh doanh cái này sướng quá. Cứ có tiền là được. Trong này có vị khách nước ngoài đi với một cô bồ Tây, chắc là bồ Việt. Rất lãng mạn các bạn. Và tiệm này có tên cửa hàng cà phê vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, giống như thời bao cấp vậy. Một số những vị khách du lịch họ đến đây, họ thường đi bộ để ngắm cảnh, ngắm cảnh. Một đôi khách du lịch Hàn Quốc. Các đoàn khách du lịch đến với Hà Nội ngày càng đông. Như các bạn thấy đấy. Mặt nước Hồ Thu trong xanh luôn. Là một nhóm khách du lịch thích ăn những cái đồ hoa quả Việt Nam bán ở ven đường, bán ngay bờ hồ. Đứng ở góc này thì cảnh cầu Thế Húc rất đẹp các bạn, rất đẹp.
Đây là một cũng là một cái góc khá đẹp. Một cái góc khá đẹp ở Hồ Gươm, các bạn có thể đến đây check in và chụp. Rất đẹp và đặc biệt là cái thời tiết này. Đấy, tuyệt vời luôn các bạn. Mát mẻ của anh em. Xinh quá. Đấy, quá đẹp luôn. Đây là các bạn ở miền Nam ra đây để du lịch nhưng mà lại thích ăn kem Hà Nội. Kem này kem hộp bờ hồ đấy. Một số những cái dịch vụ ở bờ hồ đó là ví dụ như là máy bán nước tự động này, giúp cho khách du lịch tiện dụng hơn. Các bạn đến với Hà Nội thì nên đi một cái tour xe buýt 2 tầng như này để ngắm Hà Nội. Dùng điện thoại của mình ghi lại những cái hình ảnh đến với Hà Nội. Ở trên này có wifi miễn phí và đi qua khá nhiều những cái tuyến phố đẹp ở Hà Nội đấy các bạn. Và không ăn được đâu. Và người mình nhớ bộ đội mình mới cứ nhìn thẳng vào quân thù mà này. Và cứ nhìn thẳng quân thù mà này. Bộ đội mình là cứ phải ngắm thẳng quân thù vào bạn. Nói của bắn là những trời mưa nhưng mà có đúng không? Phát nào nó phát nhìn đâu. Và này cái dạng này cứ nhìn thẳng quân thù mà kinh. Đấy, cho cả nhưng mình làm gì có được nổi cái nhà rất là Hà Nội rồi. Việt Nam lại quá giỏi. Kia cái nước nào đánh kiểu chốt trận như mình. Trước khi ra trận là làm lễ anh nào được vào đứng vào cái chung của đơn vị ấy làm.